Hãy ấn vào đăng ký và nhận thông báo các bạn nha. Xin chào các bạn nhỏ. Ơi, Sumi làm sao đây? Sumi nó nở á. À, đi học về mệt quá à. Con. Thế nhưng mà mẹ đã mua cho mỗi con một cái gì đấy, con cho các bạn xem đi. Các bạn được mẹ mua cho cái gì vậy? Con xúc xích heo cá bồi. Đâu, xúc xích heo cá bồi đâu rơi lên cho hai bạn xem, các bạn xem. Hai bạn em ơi. Rồi ăn xúc xích đi cho nó đói nào. Đi học về đói quá, nhìn hai bạn này đói lầm thề gãy ra này. Hai anh em được mẹ mua cho xúc xích heo cá bồi rồi. Bây giờ hai con dậy để ăn xúc xích đi cho khỏe nào. Hai đứa lầm như hai con lợn con đi học về đói quá nằm thè cả lưỡi ra. Thế bây giờ bóc xúc xích nhá. Ôi, mẹ đã mua cho mỗi anh em một hộp xúc xích heo cao bồi để đi học về các bạn ăn cho đỡ đói. Bây giờ các bạn mời các bạn ăn cùng với hai anh em nhà bạn Sumi nhá. Rồi bỏ ra ngoài. Rồi. Có mấy cái? Bốn. Đúng rồi. Hai anh em bắt đầu đếm cho các bạn nào xem nào. Một. Hai. Ba. Bốn. Rồi anh còn có bốn cái đi, còn mấy cái? Sáu. Rồi, mỗi hộp của mỗi bạn đều có bốn chiếc. Thế bây giờ My ăn được mấy chiếc? Con ăn được mấy chiếc để bóc? Bốn. Làm sao ăn hết được bốn chiếc? Con ăn một đốt. Còn một chiếc, rồi My ăn mấy chiếc? Một. Rồi, mỗi anh em đưa cho lên mẹ bóc cho nào. Rồi. Ờ, để mẹ bóc cho nha. Tấm ớt được. Con muốn bóc như này ạ. Thế hai anh em tự bóc đi, mẹ thế nào? Con không cho bóc như thế. Đâu có bóc đi, có xiên vào cái người giật ra là được. Mẹ. Rồi bây giờ hai con bóc ra đi. Hai con tự bóc rồi. Anh cò đã bóc được rồi, mi kẹp bóc đi con. Con dùng cáo bóc. Con ghen ra. Rồi, anh cò đã đang xiên rồi này, anh cò phải bóc ra mới xiên chứ. Mi cắt. Đấy. Bạn cò thì đã cắt xong rồi, bạn My thì đang cắt. Có cắt được không My? Cắt rồi. Bạn My cắt đi. Bạn My bắt đi, bấm đi con, bấm mạnh. Rồi, đấy mẹ đã cắt cho bạn My rồi, bây giờ bạn My bóp vào đi, ăn đi. Rồi, ăn đi con. Đấy, bạn cò đang cắt để cho vào hộp để đổ phô mai vào lắc lên à? Con muốn làm như con. Ừ, thì con bóp ra, con bóp xúc xích ra. Con muốn làm như này. Ừ, thì con bóp dài xúc xích ra để có kéo thì để con cắt. Con kéo dài xúc xích ra. Nào, bạn My bóp xúc xích ra, đẩy xúc xích ra. Đây, bóp ở dưới này cho nó đẩy xúc xích lên. Đây, con bóp ở dưới cho đẩy xúc xích lên. Đấy, đúng rồi, đẩy nữa lên, dài lên. Rồi. Rồi. Rồi, vậy bây giờ để kéo cắt nhé. Anh có cắt xong chưa con? Rồi, bạn cò đã cắt xong rồi này. Đấy, cắt xong một chiếc xúc xích vào hộp rồi. Bây giờ bạn cò đang ăn hết cái vụ. Còn bạn My, bây giờ con cắt đi con. Anh cắt đó, anh cắt mềm bã. Con hứng vào đây. Anh cắt mềm. Rồi, cắt này bấm, bấm nào, rồi bấm tiếp. Không sao, để bạn My cho tập cắt. Anh cắt bạn My. Rồi, My cắt tiếp đi con. Đừng. Cắt đi, bấm. Đừng. Dài thế hả My? Rồi, tiếp. Cắt tiếp thì cắt ngắn ngắn hơn một chút. Ngắn hơn một chút để ăn nó dễ. Ok. Rồi, cắt. Cắt. Rồi, rồi bạn Sumi cắt siêu to luôn. Ăn thế mới thích chứ nhỉ. Bóp vào bạn. Rồi, cắt nốt đi. Cắt nốt đi con. Cắt. Cắt. Rồi, xong. Bây giờ đổ xúc xích vào để lắc nha. Bóp nốt ra. Bóp nốt ra. Rồi, để cho My tự cắt. My cắt đôi ra rồi ăn con. Rồi, xong. Bây giờ mỗi bạn có một gói xúc xích, một gói phô mai đúng không? Mỗi bạn có một gói phô mai đúng không? Rồi, phô mai của anh cò, phô mai của My. Bây giờ các bạn cắt xong rồi thì sẽ đổ phô mai vào rồi lắc lên nha. Ừ, rồi. Rồi, bây giờ hai bạn đổ phô mai vào này. Đấy, rồi thế thôi, rồi My đổ một ít vào. Cẩn thận My, My cầm cẩn thận, lắc cẩn thận. Rồi, được chưa? Hay nữa? Của con ít không? Ừ, con đổ thêm à? Thôi, được rồi, được chưa? Cắn mắt con ăn rồi. Rồi. Cắn mắt con.
Rồi bây giờ các con đóng lắp vào rồi lắc lên nhá. Đấy, các bạn hãy cùng xem hai bạn ấy lắc này. Đấy, cẩn thận lắc không rồi rơi mất lắc ra đấy. Ừ, lắc lên, lắc cho thật đều lên. Ờ, đều chưa? Anh có cầm xúc xích ăn đi, cầm xiên ăn đi. Rồi bây giờ hai bạn đang đổ hết ra để cho dễ. Được rồi, bạn Mi đổ xong rồi. Mi lấy xiên Mi ăn đi. Mời các bạn ăn cùng Mi nhé. Ok, rồi các bạn ơi, Mi mời các bạn ăn cùng Mi nha. Ngon quá à. Có ăn chưa? Có ăn chưa? Được rồi, ăn hết thì đã hết rồi đổ ra tiếp. Có ăn đi thôi. Thật ra con lại làm đổ ra bây giờ.